Bảo Trân mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Mẹo hay cho bạn. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:55 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình sẽ gửi đến quý vị những mẹo vặt cuộc sống đơn giản và hữu ích. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, mỗi người đều có mùi hương cơ thể đặc trưng. Tuy nhiên, nếu mùi quá nồng và gây khó chịu sẽ khiến quý vị tự ti. Hãy cùng tham khảo một số cách dưới đây sẽ giúp quý vị xử lý mùi hôi cơ thể nhé. Bánh ngon quá trời ngon ha. Mà sao giờ này bà kia chưa tới nữa ta? Mà bà tới trễ thiệt ha. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Xê ra, quá trời nực luôn. Cho miếng nước coi. Trời, cái gì vậy? Rồi, từ rót nước cho. Ủa, sao tự nhiên nghe thoang thoảng mùi gì vậy ta? Nhà mình đâu có đồ ăn thiêu đâu ta. Hình như địa chỉ cái mùi ở đây nè. Thôi xa nhau ra tí cho bớt đau khổ. Không ai cứu mình thì phải tự thân mình vận động thôi. Đồ ăn ngon ghê ha. Ủa? Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khử mùi hôi cơ thể hiệu quả. Cách 1, dùng giấm ngâm chân tay. Bước 1, lấy 2 muỗng giấm bỏ vào trong thau có sẵn 4 muỗng nước. Bước 2, pha vào giấm một vài giọt tinh dầu. Bước 3, ngâm tay vào dung dịch từ 10 đến 20 phút. Thực hiện cách này thường xuyên thì mùi hôi trên tay, chân của bạn sẽ hoàn toàn biến mất đó. Sau khi ngâm, bạn hãy lau khô tay nhẹ nhàng bằng khăn ướt nhé. Cách 2. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng bã cà phê. Hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân bằng bã cà phê bao gồm 1 muỗng bã cà phê, 1 muỗng dầu dừa và một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn. Nhớ khuấy đều tay để hỗn hợp thật đều nha. Chưa gì mà đã thấy hương thơm bay khắp phòng rồi. Bã cà phê được biết đến như một chất khử mùi tự nhiên. Sử dụng bã cà phê thường xuyên sẽ giúp giảm mùi cơ thể. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân để làn da trông tươi tắn và sạch sẽ nữa đó. Vì các hạt cà phê khá to nên các bạn nhớ xoa nhẹ nhàng để không làm tổn thương da nhé. Sau khi thực hiện cách này, bạn sẽ có một cơ thể vừa thơm vừa mịn màng. Wow, tuyệt vời luôn! Cách 3. Nước súc miệng dầu dừa. Đầu tiên, cho vào ly 2 muỗng dầu dừa nguyên chất. Tiếp theo, pha vào ly 2 muỗng nước đun sôi để nguội và khuấy đều. Dùng bàn chải thấm hỗn hợp trên mà đánh răng trong vòng 5 phút. Dầu dừa rất giàu tính kháng khuẩn, đã được chứng minh là giúp vệ sinh răng miệng. Ngoài khử mùi, còn giúp làm giảm mảng bám và viêm nướu nữa đó. Những cách làm vừa rồi có thể đánh bay mùi hôi cơ thể nhanh chóng mà lại vô cùng tiết kiệm. Chúc quý vị thành công! Kính thưa quý vị, tự làm kẹo ngậm trị ho vừa đảm bảo vệ sinh, vừa an toàn với mọi thành viên trong gia đình. Hãy cùng tìm hiểu cách làm kẹo ngậm ho từ chanh, gừng và mật ong ngay bây giờ quý vị nhé!
cần có mật ong, quả chanh, củ gừng và đường bột. Đầu tiên, bỏ khoảng 5 muỗng mật ong vào một cái chén nhỏ. Tiếp theo, cắt hai trái chanh để pha vào mật ong. À, trước khi cắt chanh, nhớ xoa đều để vắt được nhiều nước nhé. Sau đó, bạn cạo vỏ củ gừng, cắt thành 3 lát rồi băm nhỏ. Anh đợi chút nha, sắp xong rồi. Để anh băm phụ em nha. Cho gừng đã băm vào hỗn hợp và khuấy đều tay. Sau đó, bạn bắt bếp lên để hỗn hợp vào nồi và tiếp tục khuấy. Khi hỗn hợp sôi, hãy chỉnh nhỏ lửa, không là kẹo cháy đó. Sau khi kẹo đã tan hết, lấy thìa múc hỗn hợp đổ vào khuôn. Lúc này, bạn sẽ nghe mùi kẹo rất dễ chịu, kết hợp giữa mùi hương tươi mát của chanh, mùi ngọt ngào của mật ong và mùi ấm ấm của gừng. Rồi, giờ để kẹo vào tủ lạnh và đợi cho kẹo đông lại nhé. Chắc là kẹo đông lại rồi đó, em lấy cho anh ăn nha. Tèn tèn tèn. Bỏ thêm một lượng nhỏ đường bột sẽ giúp kẹo không bị dính vào nhau. Anh ăn thử xem có dễ chịu hơn không nè. Ủa, anh sao vậy? Ngon! Yeah, các bạn hãy làm thử nhé! Loại kẹo ngậm này vừa đơn giản lại hiệu quả, giúp cơn ho của quý vị dứt điểm ngay lập tức đấy. Với mẹo hay cho bạn của ngày hôm nay, hy vọng đã mang đến cho quý vị một cẩm nang bổ ích để có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Và nhớ hãy theo dõi chương trình Mẹo hay cho bạn được phát sóng vào lúc 11:55 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!